dễ. Đi không? Đi bộ giữa cái này, đi vòng. Dài nhỉ, sức 11 sông Yên có vẻ dài đấy nhỉ. Tính ra là 25 mét, 25 x 4 là 100. Đi trên sân cỏ là 25 x 4 là 100 mét, mà làm đâu phải 120 đâu. Đi trên cỏ là nghĩ thèo nó bóng nhiều. Có sân sướng nhỉ, nếu mà sân nhà nghĩ cũng sướng, tích đá nào nữa. Lâu lâu thì lại nhậu, lại chảy bạt lên nhậu nhỉ. Nào này đơn giản này, rất là chắc nhá. Lưới thì đá có mấy khi ra ngoài đâu. Lưới lưới cao bao nhiêu mét nhỉ? Em nhìn lưới hợp căng không, lưới này em cứ tính. Lưới chắc có tiêu chuẩn rồi đúng không? Lưới này á, anh nhìn cái cột điện này nó tương đương bằng cái chiều ngang của cái sân này rồi. Chạy được 4 sân, 4 sân là đẹp rồi anh nhỉ. Ngon đấy nhỉ. Ủa đấy mình đo chiều ngang này bao nhiêu mét nhỉ? 25. 25 mét thì cái cột điện này 20 mét. Tầm đấy. Nhìn lưới tầm 20 mét thôi. Mà lưới nhìn nó làm căng không? Lưới đây căng. Cái này là xem nó bằng cỏ đúng không? Cái căng trắng này là bằng cỏ đúng không? Nó bằng cỏ, nó liền luôn, hiểu không? Không phải liền mà cái này nó cắt. Cắt thì cứt nó liền mà, nó có phền của nó hết rồi. Liền này đơn giản mà. Cái này chảy cao su này, có thêm chảy thêm cát nhỉ? Không, nó chỉ chảy bằng cao su, ai chảy cát em. Cũng hạt cao su thôi. Bên dưới nền của nó thì nó chỉ có đá dăm thôi. Cái đá xỉ quê mình ý. Chứ mẹ đi. Đây này, chỗ này thoát nước nhìn nó rõ hơn. Này cỏ nếu sân 11 thì anh ngã nó phải làm cái vẹt ấy này ngang này chứ nhỉ. Đúng không? Đây nhìn cái chỗ đá luôn như 11 mét rồi. Nhưng mà cái vẹt về cái lớp cỏ cái xanh đậm này cái nó phải làm ngang này mới đúng chứ nếu mà sân 11 đúng không? Không phải, nó phải đây là nó ưu tiên cho sân 7 trước. Đây ưu tiên sân 7 chứ. Sân 7 và sân 11 thì người ta sẽ định vị không? 11 cũng ít đá mà. Quan trọng là họ vẫn chia khoang này, chỗ sân đá 11 mét và chỗ giữa của một sân 11 này hữu nhìn này. Thấy không? Ừ. Thì 100 mét là cứ nửa sân là 50 mét đúng không? Đến cái bạch giữa là 50 mét này. Ồ. Không cứ làm 100 mét là dễ. Đây hàng rào có khi cũng làm kiểu này anh nhỉ. Hàng rào. Hàng rào lớp ngoài à? Vâng. Đứng bê. Kép B40 xong rồi xây nửng này nhỉ. Đỡ tốn nhỉ. Ui, xây hàng rào tốn vết đi nhờ. Đâu, từng 10 đáng đấy. Đắt là cái B40 này. Như đây ông người ta dụng cái cột ấy này nhìn chắc chắn đấy. Cái cột bê tông rồi này. Cột này nó đi được cả dây điện vào trong anh ạ. Cột này phía sau nó chống sét. Cho cột sắt hay sét lắm. Sắp 2 xếp á, hiểu không? Ờ. Mấy nữa còn đo những cái này nữa này. Cái vòng ấy này. Không, cái vòng nó có cứ của vòng làm sân rồi. Vòng sân nó có cứ hết. Không, mình đo lại xong. Tại vì sân này nó không giống tiêu chuẩn. Nó có cứ rồi, em yên tâm.